nói cho chú nghe, khi mà con Sinh biết được chuyện này, cái hình tượng của chú sẽ bị sụp đổ. Rồi sao? Nó bỏ nhà nó đi, nó đi ra đường, nó làm nghề nào làm sao mình biết được? Người ở không ai đội nón hết á, bỏ cái nón xuống. Người ở bỏ cái nón xuống. Đi cái thứ hèn thiệt hèn cho tôi coi. Đó. Xách vali cho người ta. Bỏ nó đi em, bỏ đó. Anh có người làm mà. Dạ, để em đẩy ra ngoài nha. Ờ, được rồi cưng. Bắt đẩy ra ngoài. Cưng. Trời dạ. Ơi, dễ thương dễ sợ không? Cái vali từ từ xách giúp. Gừng con soi là gọi con Sinh nha. Trời đất ơi, dễ thương ghê không? Anh nhớ em nhiều lắm. Đúng rồi. Ai? Ai? Khai mau. Gì vậy mày? Úp úp mở mở ha. Gương mặt căng thẳng ha. Chú Bảy nhắn tin với ai? Mày hỏi chi vậy? Chú Bảy đừng giấu con. Con nhìn thấy cái hình ở trên đó rồi nghe chú Bảy. Chú lớn tuổi rồi đó. Chú làm sao mà coi cho được thì làm nghe chú Bảy. Tao làm gì dính dáng tới mày? Bởi vậy một cái người mà chuyên nói về đạo lý con người thì lại hành động như vậy có xứng đáng không hả chú Bảy? Ê mà đừng nói giống như tao đi làm gái nha mày. Chú Bảy nhắn tin với gái. Tao nhắn tin trên Facebook. Chú Bảy biết xài Facebook à? Trời ơi, thời buổi công nghệ tao hiện đại, người ta lên tới cung trăng người ta không xài được Facebook hả mày? Phải, bạn của chú Bảy trong đó có một người tên là Anh Hùng Đẹp Trai phải không? Với cái hình avatar là một chàng trai hai mái tóc dài ngang vai đúng không? Sao mày biết? Đó chính là con. Tại sao mày xâm nhập cho Facebook tao, mày theo dõi tao? Không phải là xâm nhập, con là kết bạn với lại chú Bảy. Con theo dõi chú Bảy những lúc chú Bảy thả thính với lại một cái nickname tên là Thỏ Ngọc Cung Trăng. Đúng chưa hả lãng tử cô đơn? Cái mặt già háp như vậy mà lấy cái nickname là lãng tử cô đơn. Vô duyên cái nickname, muốn lấy gì lấy chứ mày. Cái mạng đó là cái mạng gọi là xã hội, ai muốn lên đó mình giao lưu kết bạn thì có gì đâu. Giao lưu kết bạn là đúng, nhưng mà thả thính khi ở cái lứa tuổi này là sai. Hôm nay anh cô đơn quá, có ai đến với anh đêm nay không? Tào lao, tao nhắn vào nào mày? Cần không? Nè, bằng chứng còn đây. Cái đó là nhắn vui cho bạn bè trong đó thôi mày ơi. Ôi, nhắn vui cho bạn bè mà khi mà Thỏ Ngọc vừa nhảy vô, em cũng nhớ anh lắm. Chú Bảy không trả lời mà chú Bảy để một trái tim. Chú Bảy chối đi. Con sẽ đem chuyện này con nói với lại bé Sinh. Ê, bảy, không được nói cho nó biết. Tại sao không? Tao không có sợ nhưng mà nó kỳ. Làm gì kỳ? Nó biết rồi, sao nhiên nói nó không nghe lời sao? Trời ơi, nó biết đó mọi người, nó biết nó sẽ nhìn khác về chú Bảy đúng chưa? Nói chung là đừng có nói cho nó biết. Chờ khi nào chú Bảy nhận? Chú Bảy nhận, chú Bảy với lại Thỏ Ngọc Cung Trăng gì đó có mối quan hệ mờ ám. Mờ ám cái gì, bạn bè tới mờ ám gì. Thôi được mình rồi, đừng... vậy là không nhận đúng không? Vậy tôi nói Sinh. Thì đi thì cần, thì cũng có nhưng mà... Đó, thấy chưa, vậy là con nhận đúng không? Thôi được rồi, nếu chú Bảy đã nhận, con sẽ gọi con Sinh về đây. Ê, bảy, đừng. Đừng có gọi nó biết nó công, nó buồn rồi. Nó nghĩ lung tung, nó nghĩ ba, nó không đàng hoàng. Nhưng mà tao có làm gì đâu, mày đừng có nói con Sinh. Trời ơi, không đàng hoàng, thả chuối trên mạng mà không đàng hoàng. Thôi, uống miếng nước đi, đừng nói con Sinh. Thôi. Đó, ngoan, vậy được. Bây giờ mình là đang là chiếu dưới đó. Làm sao mà làm để con Sinh nó biết được cái chuyện này thì sao hả chú Bảy? Hình tượng một người cha, một người gà trống nuôi con bấy lâu nay. Không có làm gì đâu, trên mạng thì bạn bè nói chuyện với nhau thôi. Con nói cho chú nghe, khi mà con Sinh nó biết được chuyện này, cái hình tượng của chú sẽ bị sụp đổ. Rồi sao? Nó bỏ nhà nó đi, nó đi ra đường, nó làm nghề nào làm sao mình biết được? Chú đau không? Thì cái hành động nhỏ của chú đó, gia đình chú đi về đâu? Tan nát hết. Sao có chuyện bình thường mà mày phân tích thấy ghê mày? Không phải là thấy ghê đâu chú, chuyện nó sẽ có. Trên mạng bây giờ nó đầy rẫy chú ạ. Chưa đâu, còn bà Út bà biết thì sao hả chú? Bà sẽ đòi bán nhà. Mà chú tư cách gì mà chú giành được căn nhà này? Lúc đó chú đi đâu? Con gái chú ở đâu?
chú lên núi chú sống một mình chú. Chú không tin đúng không? Con gọi con xin về đây nè. Ê đừng, đó. Đừng có gọi. Bây giờ chú làm sao làm? Đừng có gọi con xin. Không uống nước nữa, tính sao tính. Con cũng muốn giữ bí mật này cho chú lắm. Thì thôi mày đừng có nói, có cái này có gì đâu, chuyện bình thường thôi mà mày đừng có nói. Ở đời này nè chú à, không có ai mà làm không ra cái gì cả. Con thuê nhà chú có lấy tiền con không? Có chú. Bây giờ con giữ bí mật cho chú phải làm gì cho con chứ. Thôi được rồi, tao không lấy tiền nhà mày một tháng. Trời ơi, có một tháng hả? À, thôi được rồi, để con gọi xin hỏi thử coi được không? Hai tháng. Hai tháng thì cũng có thể được đó. Nhưng mà như vậy, chẳng giấu gì chú, con cũng lên mạng con thả thính tùm lum. Đó, cho mày, đó, cho mày nói. Ờ, con chưa có gia đình, con chưa có con. Còn chú có nhiều thứ để mất mà chú thả tầm bậy là không được. Hôm nay con có hẹn người ta tới cho nên con nhờ chú giúp giùm con một chuyện thôi. Chuyện gì? Chú làm người ở cho con. Chú tán cái dép vô mặt này nha mày. Mày nghĩ sao ta cha chú mày làm ở đợ cho mẹ mày? Con gọi con xin về nói chuyện. Thôi được rồi. Chỉ là đóng kịch thôi mà chú. Rồi được rồi. Bối cảnh quy định cái nhà này là nhà của con. Nè, cái nhà này của tao nha mày. Con nói chuyện với con xin nữa. Ừ rồi, được rồi. Chú là ở đợ cho con. Được. Có bất trắc gì con sẽ liên lạc với con xin liền nghe chú. Rồi. Người ta tới bây giờ đó. Rồi. Alo, em tới chưa? Dạ, anh ơi. Hình như em đứng trước cửa nhà anh, là anh mở cửa giùm em với. Bấm nhẹ cái chuông cái đi, anh cho người ở ra mở cửa liền. Rồi, bấm chuông. Bây giờ nó chưa vô, nó chưa biết thì mày mở đi. Con kêu con xin mở, mệt quá. Ta đi mở. Quay. Người ở không ai đội nón hết á, bỏ cái nón xuống. Người ở, bỏ cái nón xuống. Đi cái tướng hèn thiệt hèn cho tôi coi. Đó. Kiếm ai hả à, con? Dạ. Bạn tôi đó. Dạ kiếm ai? Dạ con kiếm anh ấy. Dạ. Vô. Dạ. Cảm ơn ông. Xách vali cho người ta. Bỏ đó đi em. Bỏ đó. Anh có người làm mà. Dạ để em đẩy ra ngoài nha. Ờ được rồi cưng. Đẩy ra ngoài. Trời ơi, dễ thương dễ sợ không? Sao bánh ly tự sách giúp. Gịnh con soi nha. Dạ. Nói vậy là ông hiểu. Ông này ông người nước ngoài. Ủa anh ơi, ai vậy anh? À, người ở trong nhà anh. Trời ơi, người ở. À. Dạ. Thôi, được luôn bác con... Quản gia đó, theo anh mười mấy năm rồi. Khát nước quá. Khát nước kìa. Đi xe đò mệt quá chú. Dạ. Chú, nhà có gì ăn không chú? Em ăn cái gì? Dạ em ăn cái gì có yến đồ không anh? Có yến. Có yến, nhà dạ. Anh có yến, nhà anh yến đầy. Yến chân nha. Yến chân. Dạ. Yến chân với lại mắm rồi đó. À yến chân với lại mắm đúng không? Dạ. Vô làm mắm yến. Mắm là yến lại. Gịnh con soi là gọi con xin nha. Ủa sao cãi hay? Không phải hay cãi nhưng mà tại vì đó là có những cái mật khẩu mà mình nói chuyện với người này là mình phải nói như vậy. Ý anh ơi. Ủa gì vậy? Dép bị gì hả? Bị cái bệnh Parkinson gì đó. Parkinson là rung tay anh. Không có yến, có trái cây. Bị bệnh tay rung nên thả xuống vậy không sao đâu dạ. Cưng. Cái này ăn được không anh? Được chứ. Trời ơi, dễ mà. Đây anh ăn. Ý. Nè rớt nè, ăn đi. Muốn xin không? Dễ thương lắm. Dạ. Em có mệt mỏi trong người không? Anh. Ông bác này ông bấm nguyệt hay lắm. À vậy hả? À bà. Gái, trai gái bà. Bấm không? Bấm bà nội mà chứ bấm. Tôi gọi con xin nè. Bấm. Trời ơi. Bác giỏi vậy anh? Giỏi lắm. Bấm nguyệt trời. Ông biết bấm nguyệt á, ông biết hay lắm. Dạ vậy hả? Ừ. Bấm. Dạ làm thử đi. Nè bấm chứ không phải là bát nha. À dạ bấm. Dạ. Anh thấy thoải mái không? Mày bẻ hay gì anh ơi? Giỡn mặt với tôi. À dạ. Lại. Giỡn mặt với tôi à? Anh ơi cái này là bẻ chứ không phải bấm. Xin lỗi em nha, người ở của anh bây giờ anh nói không nghe được. Xin lỗi người ta liền, xin lỗi. Khoanh tay lại xin lỗi. Nè. Khoanh nè.
Nè, nè, khoanh ra lại xin lỗi người ta liền. Chửi ai? Xin lỗi. Trời ơi, tội nghiệp lắm em ơi. Bây giờ anh bỏ đi ra đường thì đi đâu ở? Chỉ có lên rừng sống thôi. Thôi anh làm phước em ơi. Chứ thiệt bây giờ nhà cửa anh rộng vậy, có mình anh ở cũng buồn. Trời ơi, quăng lựu đạn. Ai quăng lựu đạn vậy? Có đâu. Em nói nghe nè, không biết cái chuyện này có nên nói. Em cứ ngồi đó. Hả? Bỏ cái nón xuống. Em ngồi lên cái nón cho đừng có dơ cái quần. Ê, ê, ô. Ngồi lên cái nón cho ê, anh. Ê, ê, nha, nha, nha. Ngồi lên. Đâu. Trời đã ghê á. Về. Đi về. Đi đâu? Đi chợ. Mua cái gì gì ngon ngon nấu cho tôi ăn coi. Đi chợ mà đi đâu vậy? Mắc toilet. Trời anh ơi, người ở của anh có bình thường không vậy? Lớn tuổi rồi bệnh. Vậy hả? Ừ. Thôi kệ đi anh ơi, em nói nghe nè. Hôm nay em lên đây. Ủa, có người trong nhà hả? Ai vậy anh Tèo? Bạn gái của anh. À chú Bảy. Dạ Tèo. Trời ơi cái gì vậy? Đóng tiền chú Bảy chưa? Mày nói cái gì vậy? Thì đóng tiền nhà chú Bảy đó, em đưa cho anh đó. Mày bị điên rồi. Điên gì chứ? Đúng điên. Vậy à, anh Tèo đưa tiền cho chú Bảy chưa? Chưa. Nè. Nè. Rồi. Đưa tiền rồi hả? Nè, bớt nói lại đi. Ờ, bớt nói lại, đi ra khỏi nhà tao. Cái gì ta? Anh Tèo bị khùng hả anh Tèo? Mày mới là cái đứa bị khùng á. Thì anh em mình ở đây, ở trọ mình đóng tiền. Mày nói cái đây. Gì? Mày có thể im lặng được hay không? Giới thiệu với em, đây là tài xế của anh. Hả? Tài xế nó lái xe máy cày em. Em thấy cái tài là anh biết rồi. Ờ, dạ. Đi ra ngoài. Tài xế, anh nói này nói gì vậy? Này lên tài xế. Điên hả? Mày hỏi chú Bảy đi. Mọi chuyện chú Bảy biết. Chuyện sao chú Bảy? Ở trọ chung á thì hai đứa. Hai đứa làm sao? Tài xế vô đây. Đi vô cho nó đi. Giúp 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 tao giúp tao. Là sao chú Bảy? Tạm thời vậy đi. Chị tôi quýnh thấy bà nữa. Tạm thời vậy. Trời ơi anh ơi. Cái nhà anh điên lắm em ơi. Anh nói thiệt á. Anh rất là bực bội luôn á. Hết người này tới người kia. Trời ơi. Cái thằng đó là cháu của ông Bảy. Thằng đó khùng khùng rồi. Ông Bảy cũng tản tản luôn rồi. Bởi vậy. Trời ơi nhìn nó thương anh ghê luôn á. Thôi đâu phải đơn giản mà cái mặt anh phúc hậu vậy cưng. Khi mình làm việc thiện nhiều là cái việc thiện nó áp lên mặt mình, cái mặt mình tự nhiên phúc hậu à. À vậy hả? Ừ. Dạ. Mặt em cũng phúc hậu phải không anh? Ừ mặt em phúc hậu, mặt em là kiểu mà nhìn vô cái mặt em là thấy đất đai đồ rộng mở. Dạ, bự đồ. Ừ đúng rồi. Dạ. Dễ thương lắm. Dạ, anh ơi, em nay lên đây em có chuyện nói. Em muốn nói bất cứ điều gì cũng được. Anh thấy em xách cái vali lên là mà anh biết rồi. Dạ. Đi du lịch dạ. Em đi du lịch, anh sẽ dắt em đi những cái chỗ mà em không bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà không phải em phải đi mình anh ơi. Em đi với ai? Em đi với... Em đi với ai? Em đi với má em nữa. Trời đất ơi, sao không kêu má em vô? Nãy giờ em ngại quá. Trời ơi, mời má vô liền em ơi. Dạ. Để đứng ở ngoài trước vậy đâu có được. Mưa quá. Dạ. Mưa. Trời ơi, tao nói máy bay gì mà mưa quá. Mưa, máy bay mưa quá. Có toilet không ấy? Toilet gì? Trời. Toilet để đi cởi áo mưa. Để vô toilet một cái ra. Ủa ai vậy? Má em. Ủa má em đi từ Vĩnh Long bên đây mà đi bằng máy bay hả? Dạ. Đi xe đò. Tao nói em. Ngồi 24 tiếng đồng hồ trên máy bay. Mẹ ơi ngồi. Mẹ. Tôi mẹ nó. Mẹ ơi mẹ. Ngồi trên máy bay á. Mà mưa. Ủa chắc cái mẹ... nào từ từ mẹ mẹ ăn chưa ha? Dạ thông cảm, nãy mẹ em trên xe chắc ngủ mớ hay gì vậy xuống tới đây. Mẹ nãy đi xe đò có 4 tiếng rồi mẹ. Lúc chạy xe có dằn sóc gì đầu có đập vô hay là gì không? Dạ không sao. Ý cậu nói tôi điên á hả? Không con không dám nói vậy đâu bác. À, được rồi. À, nếu mà cái tần số này là có một cái tần số khác là chúng ngay liền à. Dạ nãy mốt rồi kia tụi nó mua cái là ngọt ngọt cái chua quá. Để kêu ổng đi mua cái khác. Bảy à. Nhà cửa sang trọng đẹp á. Dạ. Bảy. Mẹ uống nước gì dành kè vậy con? Nước trà để kêu ông này không? À. Nè. Đổi vị trái cây khác, trái cây người ta ăn không được kìa. Chua lắm. À, người ở mẹ, người ở.
Thọ Ngọc cung trăng đây đúng không? Lãng tử cô đơn. Tôi đây, đi đâu mà lên đây? Sao mà như vậy? Tự nhiên rồi đi vô cái nhà này làm người ở, người làm ở trong đây. Đâu có. Nói với tôi là nhà cửa khang trang lắm mà, tại sao vô đây làm người ở trong gia đình này? Dụ tôi phải không? Lợi dụng gạt tôi phải không? Tôi đâu có làm người ở gì. Chứ sao nó kêu người ở kìa. Ô, đây là quen với lại lãng tử cô đơn. Đúng rồi. Còn chà, đây Anh hùng bàn phím thôi à, không làm gì hết. Trời ơi, thấy chưa con? Bởi vì con tin người lắm, cậu định gạt con gái tôi phải không? Không. Mất dạy. Ủa hả? Trời sao mẹ, mẹ chửi tha dữ vậy? Ảnh là chủ cái nhà này đó. Con là chủ, con vẫn còn làm chủ của gia đình này. Ai chủ? Nhà đông quá vậy? À, khách. Khách hả? Ồ. Là ai? Chào cô, chào dạ. Chị. Trên Facebook bắn. Con gái tôi. Ủa vậy là đây là con của anh hả? Đúng rồi, con xinh đó. Rồi cô này là cái gì? Rồi cô ông là cái gì trong cái nhà này? Tôi chủ nhà này. Rồi sao cái cậu này nói anh là người làm trong cái nhà này? Chứ nói gì bậy bạ vậy? Trời ơi, thôi bây giờ mệt quá, tôi khai thiệt luôn đi, tôi mệt quá. Rối một nùi luôn nè. Ê. Không được. Ê. Không khai thiệt mệt lắm. Xin ơi, xin lỗi con, đừng nghe gì nó nói. Ông lên mạng, ông thả thính tùm lum hết á. Ông lên mạng, ông nói là ông cô đơn, ông cần tìm bạn tâm sự. Thì ông mới quen cái người này. Tôi phát hiện ra. Rồi tôi bữa nay tôi cũng có hẹn bạn qua nhà. Tôi mới làm bộ tôi mượn cái nhà này. Để tôi nói là nhà này là nhà của tôi. Ba tôi đi lên mạng thả thính với lại cô này. Thực ra là bạn bè lâu năm không gặp, từ hồi học cấp 1 tới giờ. Cô, cái gì? Ba con không có gì bậy bạ đâu. Ba biết là ba già rồi, ba làm chuyện đó là nó cũng không nên. Ba nhà ba buồn lắm đúng không? Đúng rồi. Nên ba phải tìm bạn bè ở trên mạng vậy đó hả? Đúng. Ba xin lỗi con, từ nay ba sẽ không dám như vậy nữa, để con mất mặt. Ba. Trời ơi, có sao đâu ba. Thời đại này là thời đại gì? Văn minh mà con hả? Đúng rồi. Trời ơi, ba biết không, bạn bè con rồi ba mẹ bạn bè con cũng vậy thôi. Tự lên Facebook tạo nguyên một cái nick rồi xong chat chít với nhau. Bình thường, có gì đâu mà ba lo. Tức là con thấy chuyện đó là bình thường. Bình thường. Tôi biết hết rồi. Trời ơi. Bạn biết anh em, thép như tôi là tài xế hả? Đây nè, đây nè. Đây nè, cái người mà bất bình thường nhất là cái ông này nè. Đi giả vàng làm chủ nhà này rồi bắt ba tôi làm người ở hả? Đó, lừa đảo hả? Cậu đó, ơi, cậu lừa đảo cái ông này mà cậu còn định lừa đảo con gái tôi hả? Rồi cậu còn định muốn làm gì tôi nữa hả? Cậu nên nhớ, ăn tôi rất là khó. Ủa có làm gì đâu trời. Ngồi xuống mày. Cậu ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng. Anh nói chuyện, con nói chuyện. Mình là chủ trong căn nhà này, con là con của chủ thì con phải có cái trừng trị. Ba chủ nhà hả? Không. Thì ba bớt nói lại. Con ngồi xuống đây, nãy giờ tôi đâu có nói gì đâu. Mẹ ơi, mẹ mình là khách. Mày. Anh với con nói đi. Con cứ mày bình tĩnh để cho anh nói. Cô ơi, cô để cho ba. Ê, con rồi, nói rồi, cái rồi nha. Đâu, cô đâu nói gì, ba mày nói đi. Nè, nghe mày. Ông nói nè. Tôi là nãy giờ tôi chưa nói đâu, đợi ông nói đi. Tao đi ngủ, tao mệt rồi. Rồi, ba mày nói. Nói đi, bác Bảy. Mày là không có việc làm. Mày không lo đi lên mạng kiếm việc làm. Mày lên mạng mày kết bạn người này người kia. Rồi mày theo dõi tao. Rồi mày bắt đầu mày gài tao vô tế. Là mày nói là con xin nó sẽ coi cha nó là gia đình tan nát, bán nhà bán cửa. Mày làm tao sợ. Tại vì tao lúc nào cũng muốn con tao nó thành công, nó coi tao là người đàng hoàng. Rồi mày bắt tao làm ở đợ, rót nước pha trà cho mày. Mày chửi tao như thu. Chú Tèo, chú làm vậy mà chú coi được luôn á hả? Mày nói với người ta là mày chủ nhà này, trong khi đó mày là thằng ở mướn 3 tháng rồi mà chưa trả tiền nhà. Trời ơi, quá trời quá đất. Tao nãy cũng biết là mày đã gạt được con nhỏ này cái gì. Nó có gạt con cái gì chưa? Đâu có gạt gì đâu. Dạ, chưa có gạt gì hết trơn á. Nhưng mà thôi mọi người đừng có chỉ trích ảnh quá. Ảnh cũng tự ái. Biết gia đình này cũng có điều kiện cho nên tôi cũng sĩ diện. Dạ. Mặt phúc hậu quá mà đi làm vậy chi vậy con? Trời ơi, cái mặt bự như vậy là tốt lắm đó. Cô dạy cô nói để mà sau này con còn lớn nữa. Cô nói nãy giờ còn không hiểu cái gì luôn á. Thì á, cứ nằm gác tay trên trán đi, con hiểu những cái gì cô nói. Nhưng mình ở cái cương vị nào là mình phải kể ở gọi gần cương vị đó. Nhà chứ... ai vậy trời? Nhà này nhà ai vậy trời? Nhà anh á.
Nói đi. Bây giờ con có nói không con? Con nói đi. Tự nhiên hành hạ ba con như vậy, như cô người ngoài, cô thấy cô đau lòng. Ở trên mạng ba có biết con vậy không? Hồi xưa ba im lặng sao giờ ba mập mà ba nói dữ vậy chứ? Hồi xưa ốm không có nói, giờ mập mới nói. Đây là bạn học hồi xưa, hồi lâu quá không gặp lại. Ai ngờ hôm nay trùng khớp thằng này nó lường gạt con gái của chị ấy. Không có lường dạ, gạt. Dạ không có lừa gạt gì hết trơn á. Tại vì chắc là con á là nó mở miệng ra là con binh nè. Đâu vậy? Nó làm cái gì con mà con binh nói vậy? Đâu vậy? Thấy chưa? Đâu? Nói chung là anh Tèo xin lỗi hai vợ chồng đi. Hả? Xin lỗi hai vợ chồng hả? Không, hai má con. Dạ hai má con đã tập PT, tập gym chưa? Vậy kèm cho. Ủa từ tài xế mà đi tập PT gì nữa vậy? Mấy thằng này nó vô duyên lắm. Chết luôn á. Dạ dạ con nói thiệt luôn là bạn này là thằng em ở trọ chung với con. Ừ. Rồi con với lại đây cũng không có gì hết, không có lừa gạt dạ, gì hết. Không có lừa gạt gì hết trơn á. Vậy mà một hai xách vali lên vậy mà cứ kêu là đi lên đây để gặp bạn trai. Con thấy chưa, một phút sai lầm là sa ngã. Thôi nó cho nó hiểu sai thôi thôi. Tiếng, chú nó cũng chưa có gạt dạ. Ai, nó chỉ có hành hạ mình tôi thôi. Bây giờ vậy là tôi nói rõ luôn, thằng này nó đang ở không? Nó ở nhà tôi, nó cũng tính tình thì tốt. Còn con gái chị thì cũng mới lớn. Nói lớn. Đó, rồi bây giờ thằng này nó chưa có nghiệp, vậy có cho quen gái không? Tôi là tôi không đó. Trời ơi, nãy giờ nói tới nói lui tự nhiên. Chứ mà nãy giờ bị hành tao mà. Tôi là tôi không. Nghề nghiệp không có. Công việc không có. Tiền bạc có, đi ở mướn mà đòi mê gái ta. Đó. Không con tại vì con nói thiệt, con quyết tâm con làm để có tiền. Cô cứ yên tâm, cô giao cho Lộc cho con đi. Đúng rồi má, dù sao má cũng nghĩ lại đi, hồi Tết ảnh có gửi gì cho gia đình mình, hộp bánh với lại hai đòn bánh tét đồ đó. Cái đó là của tao cho nó đó. Trời ơi, thiệt tình đó. Nhưng mà của ít lòng nhiều, ảnh không mang, ảnh nhường cho mình. Má đúng suy nghĩ rồi, lại đi, bánh nhường. Tét là má thích chứ bộ. 2kg lạp xưởng. Dạ. Lạp xưởng tươi của chú Bảy. Chú Bảy mua giờ chú Bảy chưa kịp ăn, tôi ăn cắp tôi gửi hết trong trời bên này. Trời ơi, bây giờ nó cay hết luôn vậy đó. Má tha lỗi cho ảnh đi. Anh giờ nó yêu quá sao anh? Phải hứa sau này làm ăn đàng hoàng. Con làm ăn đàng hoàng con hứa mà, con không có lên mạng sống ảo nữa. Mình phải sử dụng cái mạng cho nó đúng. Dạ con hiểu rồi, cảm ơn chú Bảy dạy con. Còn chị, tôi với chị lâu quá không gặp nhau. Tôi với chị bây giờ gặp nhau rồi, giờ mình kết nối thêm một số bạn bè hồi xưa đó. Rồi mình tổ chức cái tiệc họp lớp, rồi dắt con cháu theo chơi cho nó vui. Rồi. Đó, rồi ăn trái cây đi. Ăn trái cây đi, để cho luôn á. Kệ giờ cũng làm gì làm đi.